Chào anh chị, Data Sun hân hạnh giới thiệu cho mình mẫu báo cáo thông minh Power BI mới ới về theo dõi kế hoạch cũng như tình hình sản xuất của doanh nghiệp. Trước hết là doanh nghiệp mình có thể dễ dàng nhận định được cái tình hình sản xuất thông qua các bộ chỉ tiêu sản xuất, chẳng hạn như là tỷ lệ số lượng đã sản xuất cũng như là số lượng ượng hàng sản xuất đạt tiêu yêu cầu, rồi số lượng hàng đã nhập kho, số lượng hàng đã xuất kho đó. Rồi số lượng và giá trị đơn hàng đã nhận, cũng như là số giờ chạy máy, số giờ ngưng máy. Rồi số giờ ở đây thì mình có cái đồ thị để cảnh báo về số giờ ngưng máy tăng đột biến, cũng như là số lượng hàng hư tăng đột biến. Thì mình có thể click vào để mà phóng to cái đồ thị này lên, cũng như là tìm hiểu chi tiết hơn. Thì ở đây Microsoft còn có hỗ trợ cái trí tuệ thông minh để giải thích cho cái tìm nguyên nhân cho cái việc mà tăng đột biến ở đây. Thì đây mình chỉ là cái dữ liệu mẫu có một vài dòng thôi, nên là mình chưa có thấy được cái gợi ý này. Trong trường hợp mà dữ liệu của anh chị nhiều thì anh chị có thể thấy được luôn ha. Rồi thì ở đây cái điểm nổi bật của báo cáo là mình có cái bản kế hoạch sản xuất rất là trực quan ha. Thì ở đây là mình đang lọc mình đang theo dõi theo từng cái mã lệnh sản xuất. Tức ở khi mình đưa con chuột vô đó là mình có thể thấy được là thông tin chi tiết. Thì ở đây mình có thể thấy được là cái khoảng thời gian sản xuất cho từng cái mã lệnh. Thì mình có thể theo dõi được từng cái giai đoạn sản xuất luôn đó. Thì các giai đoạn sản xuất khác nhau sẽ có màu khác nhau hao. Và ở đây mình có cái mốc thời gian giao hàng đó. Thì ở đây mình nhìn vô một cái mình thấy được cái tiến độ nè. Ví dụ như chẳng hạn đây là mình thấy được là mình đang thực hiện cái này, có một vài cái đơn hàng là mình giao trễ, nhưng mà đa số là cái đơn hàng hiện giờ của mình đang là giao đúng hẹn đó. Thì còn ngoài ra là mình còn có cái bảng danh sách các đơn hàng và mình có cái biểu tượng xanh đỏ để cho mình dễ theo dõi được tình hình sản xuất cũng như là tình hình lên kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp mình đó. Ngoài ra là cái điểm nổi bật nữa là trên cái bảng tổng hợp này, nếu mà trường hợp mà mình muốn quan tâm chi tiết của từng cái mã lệnh thì mình có thể click phải chuột mình đến cái bảng chi tiết của cái mã lệnh đó. Đó, khi mình click vô cái chi tiết thì mình đến được chi tiết của cái mã lệnh này và mình xem được toàn bộ cái thông tin liên quan đến cái mã lệnh này luôn. Đó. Thì sau khi xem xong thì mình có thể click cái nút trở về lại cái trang tổng hợp ban đầu. Đó. Ngoài ra các anh chị để ý là mình đang xem báo cáo của tháng 6 thì mình có thể lọc thêm những cái thông tin khác, chẳng hạn như là mình lọc của chủng loại đi ha. Ở đây thì mình có nhiều loại, thì ví dụ như mình lọc của class A đó, thì khi mà mình chọn cái loại này á thì anh chị thấy là cái số liệu nó thay đổi tương ứng đó. Chẳng hạn như mình chọn cái khác thì số liệu nó cũng sẽ thay đổi tương ứng đó. Anh chị thấy số liệu nó đổi tương ứng đó. Thì đồ thị ở đây rất là trực quan, thì mình có thể để lọc tương tự cho những cái bộ lọc khác cũng như là những cái khoảng thời gian khác. Trường hợp mà anh chị muốn xem trực tiếp của chi tiết của từng cái mã lệnh thì có thể vào trang chi tiết mã lệnh. Thì ở đây mình có thể lọc theo cái mã lệnh hoặc là tìm kiếm cái mã lệnh mà mình quan tâm. Ví dụ như ở đây mình tìm mã lệnh là 1009 đi ha, 10009 đó, 09 đó. Thì mình có thể thấy cái mã lệnh này và mình click chọn mã lệnh thì là cái thông tin nó sẽ thay đổi tương ứng cho cái mã lệnh này đó. Rồi thì DataSun đã giúp cho doanh nghiệp chuyển hóa cái file dữ liệu thô xuất từ trên hệ thống sản xuất của doanh nghiệp thành một cái báo cáo theo dõi kế hoạch và sản xuất rất trực quan như thế này. Thì nếu anh chị quan tâm có thể liên hệ DataSun để hỗ trợ cũng như là thiết kế cái báo cáo tương tự. Cảm ơn anh chị đã quan tâm.